Xin chào cả nhà. Hôm nay hoa hồng của em nó nở rộ, rất là đẹp. Mời cả nhà cùng xem hoa hồng. Cái nụ bông ở ngoài nó đỏ tươi mà vô hình nó hơi bị ngã cam cam vậy ta, màu nó tươi lắm mấy bạn. Sao vô cái máy quay nó ngã hơi cam. Hồng này nó đỏ tươi chứ không phải là hồng nhung, mà nó đỏ đậm, đỏ rực. Cái này nhìn thấy nó đỏ tươi nè, chắc có lẽ là do cái ánh nắng ngược sáng, hay là do mình chọn cái góc quay. Sao mình xoay đường nào nó cũng hơi cam cam, ngã cam cam. Cái này thì nó đỏ nè. Hồng này nó nhỏ nhỏ, bé bé xinh xinh, cái cánh nó nhỉ chứ nó không to. Các bạn thấy mấy cái chai không? Mấy cái chai tưới bông bằng bia, tưới bia. Mấy cái chai này do uống bia, bia quán á, uống bia còn tiếc, đổ vô chai đem về tưới hoa tốt lắm. Cho nên tưới xong cái để mấy chai đó, chừng nào có dịp đi ăn tiệc nữa là cũng dư bia đổ vô đem về tưới hoa, nó tốt lắm các bạn. Mình cũng mới được biết cho nên mới thực hiện thử. Quả thật bông nó rất tốt. Đặc biệt là tưới lan, tưới hoa, nói chung là hoa tưới bằng bia là nó tốt. Cái bông này nó gần tàn rồi nè các bạn ơi, các bạn thấy nó sắp tàn. Cái nhụy ở trong nó muốn héo rồi. Các bạn thấy à, rõ ràng nhìn cái góc quay này, cái nó hơi ngã ngã màu cam. Xong cái góc quay này nhích qua xíu thì nó đỏ. Vô cái ống kính là nó biến sắc liền. Các bạn nhìn nè, đỏ này nha. Mình nghiêng cái góc quay qua đây, các bạn nhìn nha, đó, chuyển sang cam cam, hồng hồng, hơi cam. Khi nó quay lên này đỏ lại, ồ, biến hóa khôn lường, đỏ lại ngay. Còn cái chùm bông này lúc nãy mình xoay cái góc quay nào nó cũng màu cam vậy. Sao ngộ vậy ta? Hôm nay cái ống kính điện thoại sao? Nó quay sao? Và này vẫn không đổi màu, vẫn không như cái bông lúc nãy là phải. Bông hồng lắm các bạn nha. Thôi trời gần tối rồi, mình vào nhà nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Mình sẽ quay những cái bông hoa đẹp tiếp theo để giới thiệu đến cho các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.